Kính chào quý thính giả, đây là Thái An từ tin Bình Minh. Hôm nay là thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016. Thái An xin chào đón một ngày an lành. Sau đây xin giới thiệu phần bình luận của Lý Trần Công với tựa đề Cả dân tộc bừng tỉnh sau cơn mê. Bản chất của những chế độ độc tài đảng trị vì không có chính nghĩa hay đội lốt chính nghĩa thường phải dựa vào nòng súng và bạo lực để tồn tại. Điều này chứng tỏ cho thấy Cộng sản Việt Nam luôn ở trong tâm trạng lo sợ, bất an. Nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, một chế độ mắc bệnh tự kỷ, tâm thần hoang tưởng. Dưới mắt người dân, chế độ này đang hấp hối. Nhận diện kẻ thù. Cuộc biểu tình của người dân cả nước hôm ngày 8 tháng 5 năm 2016 để chống lại những kẻ vô lương tâm xả thải độc hại ra môi trường biển và yêu cầu nhà cầm quyền phải làm rõ trắng đen những hành động sai trái của họ, tiếp tay cho kẻ thù hãm hại cả một dân tộc. Nhưng khốn nạn thay, nhà cầm quyền thay vì nhận rõ hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra với đồng loại, thay vì phải nhanh chóng tìm cách khắc phục hậu quả, thì với bản chất lưu manh đã ra lệnh cho lực lượng công an côn đồ. Còn đảng còn tiền, hết đảng thì đảng chết, hết tiền thì đảng chết. Thẳng tay đàn áp dân lành tham gia biểu tình bảo vệ môi trường. Quan chức cộng sản chỉ là một tiểu số, nhưng họ nhờ họng súng ngoại bang và nhà tù đang làm giàu nhờ tham nhũng bóc lột nhân dân tận xương tủy và kéo cả dân tộc vào sự tụt hậu và nô lệ cho ngoại bang. Vì cộng càng giàu sang càng sợ chết, càng sợ bị lật đổ vì họ biết họ là tiểu số đi theo chủ nghĩa cộng sản mà loài người đã quẳng vào sọt rác, bị thế giới khinh bỉ. Chính vì vậy, Việt Cộng phải dùng tiền thuế của dân để nuôi dưỡng hàng triệu an ninh, mật vụ, công an, dân phòng các loại, mong bảo vệ chế độ cầm quyền bằng mọi giá. Họ bỏ mặc quốc tế dân sinh, đạp đổ truyền thống đạo lý văn hóa của dân tộc để đến nỗi suy vong lụng bại. Chưa yên tâm để dừng lại ở đó, Việt Cộng còn mượn tay Trung Cộng để giết hại và hủy hoại nòi giống dân Việt bằng những hành động tinh vi độc ác để mong xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Không chỉ đòi tự do dân chủ nhân quyền là bị liệt vào thành phần phản động, mà ngay cả người dân biểu tình chống ô nhiễm môi trường, đòi biển sạch, chính quyền minh bạch cũng bị xếp vào thế lực thù địch. Khi Việt Cộng công khai coi người dân là kẻ thù, thì đương nhiên dân tộc Việt Nam chính thức tuyên bố Cộng sản Việt Nam là kẻ thù của mình và sẽ hành động thay vì thay đổi chế độ này nhằm cứu lấy tương lai thế hệ con cháu mình. Người Việt Nam đang chung tay hành động. Chưa lúc nào mà lòng dân căm hận Cộng sản Việt Nam như lúc này. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã làm tan hoang lụng bại đất nước này. Họ kéo bè kết cánh tham ô tham nhũng, gây ra cảnh nợ nần cho dân chúng, đánh cắp tài nguyên quốc gia, ăn cướp tài sản nhân dân, bóc lột sức lao động của công nhân, gây ra siêu cao thuế nặng cho giới doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền bản của họ. Áp dụng chính sách ngu dân để dễ cai trị, tạo ra một nhóm trí thức hèn thuần phục chế độ để mong hưởng lỏng bọc mà quên đi trách nhiệm với dân, với nước, thờ ơ vô cảm với vận mệnh quốc gia. Nhưng từ cuộc biểu tình vì môi trường ngày 1 và nhất là ngày 8 tháng 5 vừa qua mà bị đàn áp khốc liệt, máu người dân đã đổ cách phi lý, đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ cao độ. Trên các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh cảnh mật vụ, công an côn đồ đánh áp người biểu tình tay không. Ngay cả phụ nữ, người mang thai và trẻ em cũng không tha. Nạn nhân của các vụ bạo hành do công an đang tập hợp các chứng cứ, hình ảnh, thương tích để nộp cho cao ủy nhân quyền có trụ sở ở Bangkok, Thái Lan, để Liên Hiệp Quốc đòi buộc cảnh sát Việt Nam trả lời rõ ràng. Càng lúc đó là sự vào cuộc của các luật sư trong nước để kiện các tổ chức cá nhân đàn áp thô bạo người dân như dân phòng, an ninh, công an, côn đồ, thanh niên xung phong, quân nhân giả dạng, vân vân. Người Việt hải ngoại cũng đang chung tay tiếp sức với người dân quốc nội để tố cáo Cộng sản Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, gửi thỉnh nguyện thư cho các chính phủ, các nước sở tại, đòi công lý cho những nạn nhân đi biểu tình vì môi trường và bị đánh đập dã man.
tiếp đến yêu cầu chính phủ các nước, nhất là Hoa Kỳ, cấm cử các quan chức Cộng sản Việt Nam vào Mỹ như Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng Darlene Thăng ở Sài Gòn, Đinh La Thăng ở Sài Gòn, Hoàng Trung Hải ở Hà Nội. Người Việt ở Hoa Kỳ nên khuyến cáo các thành phố, tiểu bang đang kết nghĩa với Hà Nội và Thành Hồ cần xem xét lại quyết định của họ cắt đứt giao lưu với một chế độ vi phạm nhân quyền như vậy, gây thiệt hại kinh tế cho chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng cần được đẩy mạnh khi thông báo cho người dân các nước sở tại biết tác hại hậu hại lâu dài trong các sản phẩm thủy hải sản có nguồn gốc từ Việt Nam từ thời điểm đầu tháng 4 năm 2016. Tương tự như châu Âu đã trả lại Việt Nam hàng ngàn tấn hải sản chứa độc tố cấm. Các giới chung tay cả nước đồng lòng. Cộng sản Việt Nam lầm tưởng rằng ngăn chặn những nhà đấu tranh dân chủ nổi cộm là sẽ dập tắt được biểu tình, nhưng họ quên rằng đây là cuộc biểu tình đòi quyền sống trong lành và an toàn cho toàn dân. Nên việc ngăn chặn những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội sẽ chẳng có tác dụng gì, bởi thời thế tạo anh hùng, hai cuộc biểu tình vừa qua đã xuất hiện những gương mặt trẻ và rất mới. Họ xuống đường biểu tình vì lương tâm và trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc. Đây là những tấm gương cho giới trẻ và nhất là học sinh, sinh viên mạnh dạn tham gia xuống đường biểu tình trong những lần tiếp theo. Đòi Cộng sản Việt Nam phải minh bạch những hành động khuất tất hủy hoại môi trường của họ. Vận mệnh đã điểm, toàn dân đứng thẳng làm người để buộc Cộng sản Việt Nam phải quỳ gối. Chúng tôi hẹn lại quý vị thính giả tin Bình Minh vào tuần sau. Thái An hy vọng quý vị có một cuối tuần thật đẹp.